Xin chào các bạn. Video này quay một chiếc Airbus A319 đặc biệt ở sân bay quốc tế Nội Bài. Đây là một chuyên cơ VIP của Không quân Hoàng gia Thái Lan. Có lẽ là một quan chức nào đó của Thái Lan tới thăm Việt Nam. Không quân Hoàng gia Thái Lan hiện tại có rất nhiều chuyên cơ VIP khác nhau. Trong đó lớn nhất là một chiếc Airbus A340-500. Chiếc A340 của Không quân Hoàng gia Thái Lan cũng có cách thức trang trí tương tự như chiếc A319 này. Tiếc là mình vẫn chưa quay được. Lẽ chiếc Airbus A319 này sẽ được sử dụng trong các chuyến thăm của các bộ trưởng đổ lại. Còn các chuyến thăm của Thủ tướng hay Quốc vương Thái Lan sẽ sử dụng tới chiếc Airbus A340. Sau khoảng 2 ngày đậu tại sân bay quốc tế Nội Bài, thì đây là lúc chiếc Airbus A319 của Không quân Hoàng gia Thái Lan tiến ra đường băng cất cánh. Chúng ta sẽ có dịp để quan sát kỹ hơn chiếc máy bay này, bởi tốc độ chạy taxi sẽ chậm hơn tốc độ hạ cánh. Đây là một chiếc Airbus A319-100ACG. Dòng Airbus A319 đã được sửa đổi lại nội thất để làm chuyên cơ VIP. Chiếc A319 của Không quân Hoàng gia Thái Lan sử dụng hai động cơ CM56. Trên thân máy bay là dòng chữ Không quân Hoàng gia Thái Lan bằng tiếng Anh và tiếng Thái Lan. Tuy nhiên chiếc này không được trang bị anten để kết nối Internet vệ tinh. Chiếc A319 của Không quân Hoàng gia Thái Lan bắt đầu đáp vào đường băng cất cánh 11R sân bay quốc tế Nội Bài. Và đây là pha chạy đạp cất cánh của chiếc A319 chuyên cơ VIP của Không quân Hoàng gia Thái Lan. Chiếc máy bay mang số đăng 3 HFTIR. Chiếc A319 đặc biệt của Không quân Hoàng gia Thái Lan đã rời khỏi mặt đường băng sân bay quốc tế Nội Bài. Bộ bánh đáp của máy bay đang được thu lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.